TikToker Shin, người được biết đến với biệt danh Lisa Việt Nam, sở hữu lượng người hâm mộ khủng. Tuy nhiên, ít ai biết Shin không mấy thoải mái với cái tên này, khốn đốn chăm bể. Thậm chí, Shin từng lên tiếng không thích bị gắn ghép với Lisa. Shin, Bùi Thảo Ly, là nữ TikToker đang vô cùng hot với lượng người theo dõi khủng lên đến gần 14 triệu người. Shin hiện tại đang là cái tên nằm trong top đầu các TikToker tại Việt Nam. Với nhan sắc xinh đẹp, visual phát sáng, Shin còn được nhận xét là Lisa phiên bản Việt. Cái tên này sau nhiều năm vẫn được gắn lên con đường hoạt động của Shin. Bên cạnh những ý kiến đồng tình từ cộng đồng fan của cô, thì một số bộ phận lại cho rằng quá lố khi gọi Shin là Lisa Việt Nam bởi từ nhan sắc cho đến danh tiếng đều quá khập khiễng. Theo đó, không ít lần Shin đã bị dân mạng chê bai thậm tệ về nhan sắc, cho rằng quá khác xa so với những clip trên mạng, biệt danh Lisa Việt Nam là chiếc áo quá rộng đối với cô. Điển hình là trong những lần tham dự game show, qua góc quay trên truyền hình, netizen đã ngã ngửa bởi nhan sắc thật của Shin. Sự chỉ trích ngày càng tăng cao khiến Shin dần dà cảm thấy không thoải mái với cái tên Lisa Việt Nam này. Vào thời điểm năm 2022, trước những bình luận trái chiều này, nữ TikToker đã rất khó chịu và đăng hẳn một status bày tỏ cảm xúc của mình. Theo đó, Shin khẳng định mình không phải là Lisa Việt Nam, tuy nhiên là fan của Lisa nên cô có quyền định hướng phong cách và hình ảnh giống với thần tượng của mình. Mặt khác, Shin cũng cho biết việc netizen thấy giống hay không giống Lisa đó là quyền của mỗi người. Trước đó khi được khen giống idol cô thấy rất vui nhưng hiện tại thì lại cực kỳ lo sợ. Cụ thể, Shin viết, tôi không phải Lisa Việt Nam thì tôi nói tôi không phải Lisa Việt Nam. Tôi không phải Lisa Việt Nam nhưng tôi là fan và tôi có quyền yêu thích idol của mình. Tôi có quyền hướng theo style và hình ảnh tôi thích hoặc tôi hợp. Các bạn có thấy giống hay không giống đó là chuyện của các bạn. Đừng tự nói kiểu, không nhận là Lisa Việt Nam mà cố làm giống Lisa. Đó là các bạn tự thấy giống, còn cố là cố như nào, mấy bạn thử cố giống xem được không. Hay tôi không được để tóc mái nữa, không được nhuộm tóc màu sáng nữa, hay đi sửa mặt và nghỉ nhảy luôn để không có một cái gì liên quan các bạn mới vừa lòng. Hồi trước có ai khen giống vui gần chết, giờ ai nói giống thì sợ muốn chết. Rồi cũng đừng ai nói hãy là chính mình, tôi không là tôi thì tôi là ai hả mọi người. Bài đăng của Shin đã nhanh chóng gây xôn xao vào thời điểm đó. Dân tình cũng nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến khác nhau, nửa bênh vực cho Shin, nửa lại cho rằng thái độ bất cần của Shin là chưa thực sự phù hợp. Về chuyện tình cảm của Shin, mạng xã hội những ngày qua đang dần dần trước thông tin TikToker Shin có mối quan hệ hẹn hò với một người đàn ông giấu mặt. Khoe lên trang TikTok cá nhân, Shin đã sử dụng công nghệ AI để che đi dung mạo thật, thoải mái trao cho nhau những cử chỉ tình tứ. Qua những chi tiết như dáng người, mái tóc hay phụ kiện trang sức thì cái tên đang bị ngờ vực nhất chính là TikToker Ngô Đình Nam. Ngô Đình Nam cũng là cậu em khá thân thiết với Shin, thường xuyên có những màn kết hợp ăn ý với nhau. Cũng bởi vì độ tình cảm khăng khít này mà không ít lần cả hai dính nghi vấn hẹn hò, riêng về các fan thì cũng liên tục đẩy thuyền cho chuyện tình chị ơi em yêu chị này của cả hai.